mới cho em Linh gửi lời thăm sức khỏe tới quý cô chú anh chị. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã quay lại kênh vlog của em Linh. Em Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và may mắn, thuận lợi trong công việc cũng như trong đời sống. Tiếp tục bữa cơm sáng của bốn cậu cháu, em Linh mời cô chú anh chị ăn cùng bốn cậu cháu nha. Ăn cơm xong rồi tiếp tục nhảy lặn biển. Cậu Sáu thì đang đưa hai cái bánh lên, nói bánh ngon bánh ngon. Cậu Sáu thì vui tính lắm cô chú anh chị. Cơm hôm nay thì có canh chua với lại cá khô đuối chiên trứng này. Bữa lặn ngày hôm qua mấy cậu cháu may mắn cũng kiếm được mỗi người 1 triệu của chú anh chị à. Quá may mắn luôn, lâu lâu được một bữa. Sau bữa cơm thì mấy cậu cháu tiếp tục lặn biển ngày mới. Em Linh xin mời cô chú anh chị nhảy xuống lặn biển cùng em Linh với cậu Dung với lại em Lập. Hôm nay đi ba cậu cháu, còn cậu Sĩ thì dời lại ghe chính nhà cô chú anh chị. Hy vọng nước hôm nay sẽ trong nha. Điểm này là điểm mới, cậu Sáu hôm nay nghe nói lặn cái điểm sò ngọt này. Hy vọng ngày hôm nay mấy cậu cháu sẽ bắt nhiều sò ngọt để có thu nhập cao lo cho gia đình. Em Linh cũng mới xì tay một lần rồi, nước ở đây thì độ sâu khoảng 8 sải tay. Ok, giờ em Linh cũng đáp đến đất rồi. Lúc này thì em cho nước vào kính gương để cho cái kính trong hơn, nhìn hải sản cho rõ cô chú anh chị. Mới đáp đất thì em thấy có một con hải quỳ nè cô chú anh chị này. Con này thì nó thung lại rồi. Chạy được một chút thì em thấy chỗ đây có ốc nhảy cánh én nè cô chú anh chị này. Ở chỗ này thì một ổ cũng ít thôi, tầm khoảng 1 ký đến 2 ký. Ốc nhảy cánh én thì có giá 7.000 cho đến 10.000, khi biển động thì lên 15 hoặc 17.000 một ký. Em Linh mới bắt hết một ổ, giờ gặp một ổ chỗ này đang cô chú anh chị này. Chạy tới chỗ này thì em thấy có một con sò mai. Đây là một con sò mai sọc, có giá 20 cho đến 25.000, nếu mà biển động thì đến 40.000 một ký. Em Linh đang quẹt một cái hang của con cá mó. Cá này có nơi gọi là cá mó mặt mèo này. Cá này nấu chua hoặc là cháy ăn rất là ngon. Em Linh lại bắt được một con ốc mỡ nạc. Chỗ này em thấy có một con sò huyết long nữa. Sò huyết long thì có giá 70.000, khi biển động thì lên 90.000 một ký. Em Linh lại gặp một con sò bánh tráng nữa. Sò bánh tráng có giá 10.000 cho đến 15.000 một ký. Phía xa xa em Linh thấy có một cái hang của con cá thò lòi này. Cá thò lòi này thì dễ bắt lắm cô chú anh chị. Em Linh đi lại gần cái hang thì nó chui xuống. Để bắt con cá thò lòi này thì em Linh sẽ dùng một cái móc. Để em Linh lấy cái móc này bắt lên cho cô chú anh chị xem nha. Thọt xuống như thế này cô chú anh chị, con cá nó sẽ ngậm này đó. Rất là đơn giản luôn. Con cá thò lòi nó chui xuống hang lại. Giờ thì em Linh bắt cho cô chú anh chị xem nha. Nếu mà bắt thì sẽ đưa cái tay sát xuống dưới cái móc như thế này. Nó vừa trồi lên là chụp này. Đó, quá đơn giản luôn. Cá thò lòi này nấu chua ăn cũng ngon, hoặc là ăn là hết sảy con gì bảy luôn. Rất là ngon cô chú anh chị à. Nhưng con cá thò lòi này thì em Linh không có bắt. Em Linh chủ yếu quay chia sẻ tới cô chú anh chị xem thôi. Nó chạy đi một hồi, lát nữa nó cũng chạy về cái hang lại cô chú anh chị à. Chỗ đây em Linh lại thấy một cái mánh của con ốc tỏi này. Đây là cái giòi của nó cô chú anh chị. Ốc tỏi vỏ mỏng có giá 40.000 một ký.
em đây lại gặp một con bạch tuộc đang nằm mánh đất nè. Có một con sò mai khá to nữa. Còn đây là một cái mánh của con sò mica. Con này gọi là sò nước hoặc là sò thái. Con này cũng gọi là sò móng ngựa. Cũng tùy theo địa phương gọi tên thôi cô chú anh chị à. Sò mica có giá 7.000, có khi lên đến 10.000 một ký. Tiếp tục em lên lại bắt được một con sò điệp bay. Em lên lại gặp một cái mánh của con ốc muỗng. Một con sò điệp bay nữa. Ấy cha cha đây cô chú anh chị, mặt hàng đắt giá này. Em nên đố cô chú anh chị biết cái mánh con sò gì đây không này. Đây chính là một con sò ngọt nha. Con này gọi là sò dương. Con sò ngọt này màu vàng khá là đẹp. Sò ngọt này mà ướp chao nướng rất là ngon cô chú anh chị à. Chỗ này có dấu sò ngọt, để em xem xung quanh đây còn con sò ngọt nào nữa không nha. Lại là sò điệp bay. Em đây lại gặp một cái mánh của con ốc giấy. Có nơi gọi là ốc bông hoặc là ốc giấm. Ốc giấy này luộc cắt mỏng, xói mỡ ăn rất là ngon. Con ốc giấy này thì nhỏ nên em nên không có bắt nha. Em nên lại bắt được một con cá mó nữa. Phía xa xa em nên lại gặp một con bạch tuộc đang nằm mánh trong cái vỏ sò mica này. Đây rồi, bạch tuộc thì có giá 120 cho đến 140 ngàn một ký. Wow, đây cô chú anh chị, một con sò ngọt. Con này không hiểu vì sao nó ở dưới cái mánh nó nhảy lên luôn này. Em đánh dầm xung quanh thì không thấy con ốc mỡ. Thường là ốc mỡ sẽ bò tới để bắt con sò ngọt. Chắc là con sò ngọt này nó nhảy lên để đi tìm mánh mới của chú anh chị à. Chỗ đây em thấy có một ngôi sao 9 cánh này. 2, 4, 6, 8, 9 cánh này cô chú anh chị, khá là đẹp luôn. Em đây lại gặp một con bạch tuộc núp trong cái vỏ sò mica. Wow, đây đây cô chú anh chị, một con ốc hương. Con này thì đang di chuyển đi tìm thức ăn hay sao này. Một con ốc hương như thế này thì em nên kiếm 30 cho đến 40 ngàn một con. Con ốc hương này thì đang chuẩn bị đùng xuống làm mánh nè cô chú anh chị nè. Giờ em nên tranh thủ bắt con ốc hương này để xem xung quanh đây còn con nào nữa không nha. Nhìn đã, ốc hương thiên nhiên rất là thơm cô chú anh chị à. Em nên chạy ra đây thấy có một con sò mai này. Con sò mai này nằm sát với mặt đất luôn. Nằm rất là sâu cô chú anh chị à. Em nên dùng hết sức mới là bắt được con sò mai lên nè cô chú anh chị. Nằm rất là cứng luôn. Một con ốc nữa. Con ốc này thì em thấy có hình thù như một cái cây đờn luôn. Đây đây, một cái mánh của con ốc muỗng nè cô chú anh chị. Đây rồi. Đây đây cô chú anh chị, tiếp tục một con sò ngọt này. Biết coi chú anh chị có thấy được cái mánh của con sò ngọt này không nữa. Đây này. Thì em Linh rất là mừng cô chú anh chị à. Con này cũng là con thứ ba rồi cô chú anh chị. Lúc này em Linh đang quạt một con sò móng tay. Đây cô chú anh chị, một con sò móng tay này cũng chắc là già cụ rồi cô chú anh chị à. Rất là to luôn. Nó có một cái màu vàng khá là đẹp. Em Linh thấy có một cái mánh của con ghẹ. Không biết là con ghẹ gì đây. Ồ thì ra là một con ghẹ mặt trăng cô chú anh chị. Ghẹ mặt trăng vào ban ngày thì lanh lắm cô chú anh chị à. Đó nhìn nó nhảy qua nhảy lại rất là khó bắt. Đó nó chạy qua chạy lại rất là khó chụp cô chú anh chị à. Mày chạy á bưởi. Ghẹ mặt trăng thì cặp càng rất là sắc bén cô chú anh chị à. Sơ hở mà bị kẹp một phát thôi là tét tay luôn. Con ghẹ này thì chủ yếu em Linh bắt lên để về luộc ăn cơm thôi.
Ấy cha cha đây của chú chị, lại là một con sò ngọt nữa. Con này nằm cái mánh rất là to luôn. Wow, quá đã các chú chị à. Giờ em lên tranh thủ chụp lại tấm ảnh để lưu niệm. Em nên thấy có một con mực nang mini này. Con này thì bé lắm, em nên không có bắt đâu. Chủ yếu là quay video chia sẻ tới cho cô chú anh chị xem thôi. Nếu cô chú anh chị có mến, có yêu quý em Linh thì nhớ cho em Linh một like cũng như một đăng ký kênh để cho em Linh có thêm động lực quay video nhiều hơn nha. Chỗ đây thì em thấy có một cái hang của con cá thoi lòi. Thường là con cá thoi lòi nó ngủ thì nó sẽ lấy một cái vỏ sò ụp lại cái miệng như thế này cô chú anh chị. Để em Linh lấy cái móc thọc xuống coi thử con cá nó còn thức không. Đó đó, nó ngậm cái móc này cô chú anh chị. Cá này thì dễ bắt lắm, tại một tay thì em cầm máy quay, một tay thì em cầm cái móc nên cũng khó bắt. Nếu mà bắt thì phải cơi cái tay dưới cái miệng hang, nó vừa trồi lên như thế này thì bắt thôi. Chạy ra đây em Linh lại gặp một con ốc tỏi. Con ốc tỏi này thì đang di chuyển đi tìm thức ăn nè cô chú anh chị nè. Còn phía chỗ này thì em thấy có một con cua cúm đang nằm mánh. Cua cúm này thường là anh em bắt lặn vào để luộc ăn thôi chứ ít có bán lắm, nên cái giá của nó thì em Linh không có biết luôn. Cua này thì ăn nhờ hai cặp càng. Có con nào mà chắc thịt á thì ăn nhờ cái gạch nữa. Chỗ đây em thấy có một con ốc mỡ. Có cây bông xù nữa nè. Ấy là la đây của chú chị, một cái bóp này của chú chị này. Không biết là cái bóp đây đựng cái gì trong đây nữa. Để em Linh mở ra xem thử nha. Không biết là có tiền hoặc là có vàng gì trong đây không nữa. Để em đặt cái cam lên trên đầu để em mở ra cho cô chú anh chị xem nha. Đây rồi, em thấy có một miếng vải hồng. Thì ra là một cái kính của chú anh chị à. Để xem còn cái gì trong đây nữa không nha. Lắc lắc lỡ đâu biết có một chỉ vàng trong đó thì sao. Rồi cái da bóp trống không à cô chú anh chị. Còn đây là một cái kính. Chắc đây là kính mát đó cô chú anh chị à. Không biết có ai làm vớt dưới đáy biển luôn. Nhìn cũng còn mới nè cô chú anh chị này. Nhìn vô cũng còn trong lắm. Để em lên lấy đeo vô thử cho cô chú anh chị xem nha. Đó cô chú anh chị, nhìn khá là sáng luôn. Kính này thì em thấy còn mới luôn cô chú anh chị à. Để em cầm lên thúng coi thử cậu Sáu có lấy hoặc là em Lập hay là cậu Dùng có lấy không nha. Thì em cho. Em đang lượm được cái kính thì chạy tới một chút phát hiện có một cái mánh của con sò ngọt luôn nè. Biết cô chú anh chị có nhìn ra không nữa. Đây rồi, wow, quá đã cô chú anh chị à. Mỗi lần bắt được con sò ngọt thì em Linh rất là phái luôn, rất là thích thú. Còn đây là một cây bông của một con hải sâm. Con hải sâm này thì có nhiều anh bình luận nói là con hải sâm táo, mà biết có đúng cái tên của nó không nữa. Hải sâm thì thường ở quê hương em thì ít có thương lái mua lắm,
Con hải sâm này thì chủ yếu em Linh quay video chia sẻ cho chú anh chị xem. Giờ thì em Linh cũng thả nó để chạy đi bắt hải sản thôi. Phía bên này em thấy có một cây bông rất là đẹp luôn, có cái màu cam rất là ấn tượng của chú anh chị à. Bông này cũng như cây mắc cỡ này, đụng vào nó thụt xuống. Ấy cha đây của chú anh chị, một con sầu ngọt nữa. Chỗ này em thấy có hai con ốc mỡ, hình như nó đang dí bắt con sầu ngọt này. Để em Linh quay một chút xem thử con sầu ngọt này nó có búng lên không nha, để cho cô chú anh chị xem cho hấp dẫn hơn. Ồ, nó búng lên nè cô chú anh chị. Mỗi lần con sầu ngọt nó nằm á, con ốc mỡ nó sẽ di chuyển bò tới để bắt nha. Nếu mà con sầu ngọt nào mà nhỏ á, thì ốc mỡ bắt nhanh lắm. Còn những con sầu ngọt lớn như thế này thì nó búng lên một phát là bắt không được đâu. Em Linh phát hiện có một con sò tu hai, em Linh mới quạt lên. Con sò tu hai này nằm thì độ sâu hơn một gang tay nè cô chú anh chị nè. Để cho cô chú anh chị xem cận cảnh hơn thì em quẹt cái lùn bụi ra cho cô chú anh chị xem cái con tu hai nó nằm như thế nào nha. Đây rồi, quá hấp dẫn luôn. Em Linh chạy ra đây thấy có một ổ ốc nhảy đó nè. Ốc nhảy này thì có giá 10.000, có khi biển động thì mấy chục ngàn một ký. Còn có khi mà nhiều thì cũng khoảng 6-7.000 một ký thôi. Em đang bắt ốc nhảy thì thấy có một cái giòi mánh của con tu hài này. Đây rồi, quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Chỗ đây em lại thấy có một cái mánh của con ghẹ, không biết là con ghẹ gì đây. Ồ thì ra là một con ghẹ nhàng. Con ghẹ nhàng này thì bé lắm cô chú anh chị à, em Linh sẽ thả nha. Wow, chỗ đây em thấy có một con ốc dâu nè. Ốc dâu có nơi gọi là ốc giác. Con này thì cũng đang di chuyển đi tìm thức ăn. Nhìn cái thịt quá chất lượng của chú anh chị à. Ốc này mà luộc cắt mỏng xoay mỡ, hoặc là luộc để viên con chấm mắm gừng ăn thì hết sảy con gì bảy luôn. Chỗ đây có một con bạch tuộc nè. Phía bên này có một con nữa, nhưng con này thì bé, em Linh sẽ thả. Một con ghẹ mặt trăng đang làm mánh. Đây rồi. Ốc nhảy điểm này có chỗ thì nằm ổ khoảng 2-3 kg, có chỗ thì 4-5 kg. Có chỗ cũng 1-2 kg thôi cô chú anh chị à, cũng thưa thưa. Wow, một con ghẹ nhàng này, đã chưa? Em đang thấy có một con mực nang, biết cô chú anh chị có thấy không nữa. Đây cô chú anh chị. Lại là một con cua cấm. Con cua cấm này thì cũng hơi nhỏ, em Linh cũng thả luôn. Em đang đố cô chú anh chị biết cái mánh của con hải sản gì không nè. Đó, một con sầu ngọt nữa nha. Bắt được sầu ngọt là quá đã cái tay của chú anh chị à.
còn đây là một cái dấu vết của con ốc mỡ. Nó đang bò tới đây nè cô chú anh chị. Ồ, có một con sò ngọt luôn. Quá hấp dẫn luôn cô chú anh chị à. Con ốc mỡ này đang di chuyển tới định bắt con sò ngọt này. Một con ốc hương nữa, quá đã. Phía trước thì em thấy có một con hải sâm, không biết là hải sâm nó tên gì nữa. Nếu anh em nào lặn biển ở tại đảo thường lặn hải sâm mà biết cái tên con hải sâm đó thì để dưới phần bình luận cho em đem biết nha, cũng như cho cô chú anh chị đều biết luôn. Còn đây là một ngôi sao, em nên thường thấy có mấy anh mấy chú bỏ vào vụ ngâm này. Em đến không biết ngôi sao này ngâm vụ uống có công dụng như thế nào nữa, nên con sao này thì em nên không có bắt nha. Một con sò mica. Sò mica điểm này thì cũng dài lắm cô chú anh chị à. Chạy chắc là lâu luôn mới bắt được một con. Ồ, có một con ốc này. Hình như con ốc này đang di chuyển tới để chuẩn bị bắt con sò ngọt hay sao cô chú anh chị à. Để em định quay lâu lâu cho cô chú anh chị xem nha. Đây đây cô chú anh chị, những tình huống hiếm gặp này. Ồ, nhìn con ốc nó đưa lên như một con rắn hú mang luôn. Nó phủ xuống. Ồ, con sò ngọt búng lên khá là đẹp luôn, rất là ấn tượng. Để em nên lấy con ốc để ngay con sò ngọt xem con sò ngọt nó có búng nữa không nha, để cho cô chú anh chị xem cho đã mắt hơn. Wow, đây 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 cô chú anh chị. Đó nhìn quá hấp dẫn luôn. Đây đây con sò ngọt đang chuẩn bị búng nha. Đó. Quá là đẹp luôn. Giờ em đang tranh thủ bắt con ốc với lại con sò ngọt này để bỏ vào vợt, tiếp tục chạy đi bắt hải sản cô chú anh chị à. Cái vợt sò em nên cũng sắp đầy rồi. Vì bắt ốc nhảy nhiều á nên mau đầy vợt lắm. Em nên phát hiện có một cái mánh con sò ngọt nhưng cái luồng bụi xuống thì em nên đã bắt được rồi cô chú anh chị à. Em nên mới quay sau nha. Chỗ này cũng có ốc nhảy nữa nè. Em nên lại gặp một con ốc giác nữa. Với em gọi là con ốc dâu. Có nơi gọi là ốc voi, cũng có nơi gọi là ốc sắt, cũng tùy theo địa phương mà gọi tên thôi cô chú anh chị. Chỗ này có cây hải quỳ nè. Em nên chạy tới luồng bụi thì thấy có một con sò ngọt luôn. Đây rồi, quá đã luôn cô chú anh chị. Wow, chỗ này lại gặp một con nữa nè. Đây rồi, đã chưa? Sò ngọt điểm này con nào con nấy rất là to cô chú anh chị à. Lúc này nước mờ lại rồi cô chú anh chị à, nên nhìn thấy cát cũng không có rõ lắm. Giờ này cũng đúng giờ mấy cậu cháu lên thúng rồi chạy qua bờ bán hải sản thôi cô chú anh chị à. Rồi em nên mời cô chú anh chị lên xem thành quả sau một ngày lặn biển của mấy cậu cháu bắt được bao nhiêu hải sản nha. Đây là vợt sò của em Linh cũng mới bắt lên cô chú anh chị à. Một ngày thì lặn 3 ca, ca này là ca cuối. Lúc này mấy cậu cháu phân loại hải sản. Mấy cậu cháu mới phân loại hải sản xong cái vợt sò của em Linh rồi. Còn cái vợt sò này là của em Lập nè. Ca cuối này thì em Lập bắt cũng khá nhiều sò ngọt nè cô chú anh chị. 2 con nè, 4 con. Còn sò bánh tráng chủ yếu mấy cậu cháu bắt vào để luộc ăn thôi cô chú anh chị à. Ít có bán lắm.
Bạch tuộc thì ba cậu cháu bắt được cũng khoảng 2 kg. Còn phía bên này ốc tỏi cũng khoảng hơn 1 kg. Ba cậu cháu bắt được số tụ hài như đây nè cô chú anh chị nè. Có 2 con phường khá là to nữa. Ốc sò ngọt ba cậu cháu bắt cũng gần nửa xô nè cô chú anh chị. Bên đây được hơn nửa bao ốc nhảy, phía bên kia cũng được 2 phần bao nữa, tính ra cũng được 1 bao giữ ốc nhảy. Ôi vô luôn cậu sao ơi. Vô, mong vô bán sao chữ. Bữa nay kiếm chai rồi sao? Chai chai hoài luôn chứ. Nổ lặng chứ. Chai chai hoài luôn chứ. Rồi kiếm bằng bao gạo. Rồi số cá đây cậu có hấu loại em lọc thì không có ai ăn nên em lấy về để nấu ăn cùng gia đình nhà của chú anh chị. Số cá này thì ngoài kia em số cá này thì em lập mà bắt này, bắt mang cái đuối này. Rồi, em định lấy một ít cá này về để nấu ăn cơm nha. Cho đỡ tốn tiền cá. Mấy con cua này thì cua cúm này, nghĩa mặt trăng. Còn nghĩa so thì để bán kiếm thêm tiền dầu. Còn sò móng tay này rất là to luôn, con này là cũ luôn á. Cá món còn gọi cá mặt mèo. Cá nứt nữa nè. Rồi em Linh cũng về tới nhà của chú chị. Dạ, nên cũng xin kết thúc video luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới nhất nha. Nhớ cho em Linh một like cũng như một đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Linh Thợ Lặn. Rồi, bye bye tất cả cô chú anh chị luôn.